Đường Hiểu Nhiên sinh ngày 2 tháng 1 năm 1991 tại Thiên Tân, Trung Quốc, vốn được công chúng biết đến với vai trò người mẫu, cùng chiều cao khủng 1m88. Anh chàng có tính cách cởi mở, tinh tế và đặc biệt không lẫn vào đâu được. Mặc dù bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng thực tế, Đường Hiểu Nhiên là cậu bé to lớn và vui tính. Anh chàng chính là đàn em thân thiết của siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ và được mọi người đặc biệt danh là em trai Hà Tuệ. Con đường đến với nghệ thuật. Năm 2012, Đường Hiểu Thiên chính thức ký hợp đồng với một công ty để bắt đầu sự nghiệp người mẫu cá nhân của mình. Cùng năm đó, anh đã tham gia MDC New Face và được mời tham dự chương trình Lavin BJ Defined. Năm 2014, Đường Hiểu Thiên đã tham gia catwalk trong tuần lễ thời trang Nam Milan. Đến tháng 9, anh đã tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình Hồ Nam Happy Cam. Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên của anh ấy. Năm 2016, anh tham gia chương trình thực tế cạnh tranh đối tác phi thường của đài truyền hình vệ tinh Giang Tô và được khán giả công nhận năng lực. Đường Hiểu Thiên có một cảm giác và phản ứng hóa học tuyệt vời cho dù anh hợp tác với ai trong chương trình đối tác phi thường. Vì vậy, anh còn được coi là cậu bé hoang dã. Màn trình diễn của Đường Hiểu Thiên trong chương trình cũng khiến khán giả thấy sự trưởng thành và biến đổi của anh từ một cậu bé thành một người đàn ông. Và cũng khiến khán giả nhận ra rằng Đường Hiểu Thiên người dễ thương và thông minh. Cùng năm đó, Đường Hiểu Thiên tham gia bộ phim Thần Tượng Trẻ, Danh Danh Nở Hoa do Thẩm Họa làm đạo diễn. Trong phim, anh đóng một vai anh chàng có vẻ ngoài hay hoài nghi nhưng trái tim ấm áp và tốt bụng. Năm 2019, chàng soái ca sinh năm 1991 tiếp tục tham gia vào bộ phim Độc Cô Hoàng Hậu, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Điền Hà Đại Nhân Chọc Không Nổ, v.v. Từ vai phụ trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta. Trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Đường Hiểu Thiên trong vai Phó Bái, một anh chàng đẹp trai là phú nhị đại thực sự, thích chơi bóng rổ và yêu đơn phương cô bạn thân. Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta là bộ phim truyền hình chiếu mạng của Trung Quốc ra mắt tháng 4 năm 2019, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Triệu Kiền Kiền, do Trúc Đông Ninh làm đạo diễn. Phim kể từ khi phát sóng đã thu hút đông đảo khán giả. Tuy các diễn viên chính đều là những gương mặt rất trẻ, nhưng diễn xuất của họ lại vô cùng đáng chú ý. Trong phim, Tư Đồ Mạc, Hình Phi là một cô gái thực tập sinh quảng cáo. Sau khi sống chung cùng một ngôi nhà với anh chàng học rộng tài cao Cổ Vị Dịch, Lâm Nhất thì xảy ra rất nhiều tình huống hài hước. Cùng với đó là nam phụ Phó Bái, Đường Hiểu Thiên, vốn là một anh chàng đẹp trai con nhà giàu, quen biết với Tư Đồ Mạc từ lâu. Trong mắt người ngoài, Phó Bái và Tư Đồ Mạc chính là một cặp tình nhân, nhưng Phó Bái lại chưa từng bày tỏ tình cảm với Tư Đồ Mạc. Vậy rốt cuộc, Phó Bái có thích Tư Đồ Mạc hay không? Từ ánh mắt Phó Bái trong phim, khán giả hoàn toàn có thể nhìn ra rằng Phó Bái thích Tư Đồ Mạc, nhưng cũng vì thế mà khán giả liên tục đặt câu hỏi tại sao Phó Bái không tỏ tình. Thực ra việc Phó Bái không mở lời tỏ tình là do hoàn cảnh gia đình. Phó Bái sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố anh tuy có rất nhiều tiền nhưng lại thường xuyên có những mối quan hệ với những người phụ nữ bên ngoài. Mẹ anh vì không thể chịu đựng được nữa nên đã bỏ đi từ khi Phó Bái còn rất nhỏ. Bố Phó Bái rất nghiêm khắc với anh. Lúc cấp 3, Phó Bái từng yêu một cô bạn, nhưng sau đó họ bị ép phải chia tay chỉ ngày thứ 2 sau khi ở bên nhau. Lý do cũng chính vì bố Phó Bái không đồng ý. Từ đó, Phó Bái cho rằng tốt nhất để yêu một người chính là giữ khoảng cách. Anh sợ sau khi tỏ tình sẽ mất đi người mình yêu, bởi vậy nên mới không dám tỏ tình với Tư Đồ Mạc. Với diễn xuất của mình, Đường Hiểu Thiên đã để lại ấn tượng sâu sắc với gương mặt lạnh lùng khiến người xem khó quên, được khán giả khen ngợi. Đến vai chính Ôn Thiếu Khanh trong Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh. Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đông Bồ Tây Cổ, là tựa phim ngôn tình được các mộc phim Hoa ngữ mong chờ nhất đầu năm 2021. Chuyện tình của nữ luật sư Tùng Dung, Hình Phi và bác sĩ trẻ Ôn Thiếu Khanh, Đường Hiểu Thiên hứa hẹn sẽ ướp đường khán giả bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà không kém phần hài hước dí dỏm của cặp đôi. Trước đó, Hình Phi và Đường Hiểu Thiên cũng đã từng kết hợp với nhau trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta. Song ở đó, Đường Hiểu Thiên chỉ đành ngậm ngùi nhìn Hình Phi nên duyên với Lâm Nhất mà không thể làm gì bởi số kiếp nam phụ. Còn trong Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh, Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh làm việc ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Một người hành nghề luật sư, còn một người lại là bác sĩ. Không biết ý trời run rủi thế nào mà cả hai lại trở thành đồng nghiệp của nhau. Cả hai đã từng là bạn thuở nhỏ, nhưng vì một số lý do mà Tùng Dung phải chuyển nhà nên phải chia xa nhau. Tuy nhiên, ở trong lòng mỗi người vẫn luôn có hình ảnh của đối phương, không ngừng tìm kiếm cơ hội để gặp lại người bạn cũ. Câu chuyện này trong Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh tưởng vô lý, hóa ra lại chẳng vô lý chút nào đâu nhé. Để trở thành một nữ luật sư chính, Tùng Dung phải trải qua một quá trình thực tập và cạnh tranh với 4 ứng cử viên nặng ký khác.
Mọi người được rút thăm ngẫu nhiên nơi mà mình sẽ thực tập, song trong khi ấy ai nấy đều chọn được một công ty dễ thở, thì Tùng Dung lại xui xẻo nhất, bốc trúng bệnh viện Vân Tế tại Thâm Quyến. Nơi được mệnh danh là ai thực tập rồi cũng đều nhanh chóng buông xuôi. Và thế là một người làm ở khoa thần kinh và một người làm ở văn phòng pháp chế bệnh viện đã trở thành đồng nghiệp của nhau như vậy. Thậm chí sau này còn trở thành hàng xóm, rồi từ hàng xóm thành người yêu. Quá là thú vị phải không nào? Trong phim, ông Thiếu Khanh là một bác sĩ trẻ tài năng. Khi khám bệnh thì nho nhã, nhẹ nhàng, trên bàn mổ lại tỏa ra một ý chí mạnh mẽ, tạo cho người khác cảm giác tin tưởng. Thế nhưng ở ngoài đời, ông Thiếu Khanh lại là một kẻ mặt lạnh, không cho bất cứ ai lại gần mình. Khi chưa biết Tùng Dung là người bạn khi xưa của mình, ông Thiếu Khanh luôn tìm mọi cách để tránh cô càng xa càng tốt, thậm chí còn có những hành động khiến cho Tùng Dung phải phát bực. Thế nhưng, đến khi biết Tùng Dung chính là người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm, ông Thiếu Khanh như biến thành một người khác, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với Tùng Dung. Anh chàng đã chủ động chuyển tới sống đối diện với căn hộ của cô nàng, chăm chỉ nấu ăn hơn, nhiều khi còn rủ Tùng Dung sang dùng bữa với mình. Xem ra với hạnh phúc nhỏ của anh, phó bái Đường Hiểu Thiền đã có một màn trả thù ngọt ngào từ gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta. Nhưng nếu nói riêng về độ hot, chắc bộ phim này không hot bằng Cú Hít Mùa Xuân 2019 ngày đó. Nhưng dù thế nào, nếu bạn mong muốn tìm thấy một món ăn giải trí nhẹ nhõm, Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh vẫn sẽ là một tác phẩm khó thể bỏ lỡ cho những con tim đam mê ngôn tình.